Sau trận đấu ra quân khởi đầu thắng lợi, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có được chiến thắng thứ hai tại giải trước đội Seogwol của Hàn Quốc. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và liên tục duy trì thế dẫn điểm trước Seogwol của Hàn Quốc. Hàng chắn có chiều cao rất tốt của chúng ta đã thi đấu tập trung và khiến cho các chủ công bên phía đội bạn không thể tung ra những pha dứt điểm hiệu quả. Trong khi đó, những pha xử lý kinh nghiệm của Ngọc Hoa và khả năng đập bóng uy lực của Thanh Thúy đã giúp cho đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi điểm và sớm khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng cách biệt 25-13. Tiếp đà thắng lợi trong set đấu đầu tiên ở hai set đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội của mình để giành chiến thắng với các tỷ số 25-7 và 25-23. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Seogwol của Hàn Quốc với tỷ số 3-0, giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội tuyển Indonesia tại bán kết. Bởi trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng trước đội tuyển trẻ Việt Nam với tỷ số 3-1. Ở trận đấu còn lại diễn ra vào ngày hôm qua, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là đội sinh viên Nhật Bản đã dễ dàng có được chiến thắng trước đội tuyển trẻ Thái Lan. Đã chắc chắn giành quyền vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B. Chính vì vậy, đội sinh viên Nhật Bản đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tận dụng cơ hội này, đội tuyển trẻ Thái Lan đã chủ động tấn công nhanh. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng vẫn không thể tạo nên được bất ngờ và chấp nhận thất bại với tỷ số 17-25 ở set đấu đầu tiên. Bước sang set đấu thứ hai, sinh viên Nhật Bản đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và khiến cho đội tuyển trẻ Thái Lan không có nhiều cơ hội và thất bại với tỷ số 6-25. Set đấu thứ ba tiếp tục là thế trận một chiều nghiêng về phía đội sinh viên Nhật Bản. Dù đã rất nỗ lực nhưng các cô gái của đội tuyển trẻ Thái Lan vẫn phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 10-25. Tiếp tục thắng thuyết phục sau 3 set, sinh viên Nhật Bản đã giành quyền vào vòng bán kết với 3 trận toàn thắng và vị trí đầu bảng B. Chuyển qua những thông tin của thể thao quốc tế, hôm qua